Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Shop Nhật Việt. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một loại đài Sansui. Mã của nó là SCRB2. Đây là một chiếc đài nguyên hộp được nhập từ bên Nhật về. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở hộp chiếc đài này ra. Đây là hóa đơn mua từ bên Nhật về. Đây mình sẽ bỏ nó sang một bên. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của chiếc đài Sansui SCRB2. Nguồn đi kèm của nó sẽ là một cái dây nguồn điện vào đây. Một chiếc dây nguồn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc đài Sansui màu đỏ. Đây, chiếc hộp vẫn còn cả lớp bọc ni lông. Nói sơ qua về chiếc đài thì chiếc đài này nó sẽ có hai loa và một cửa băng cassette. Ngoài ra nó có cả chỗ cắm thẻ USB, có đầu cắm USB và có thêm rắc. Đấy, sơ tổng quan về chiếc đài. Rắc cắm tai nghe phone đằng sau thì chiếc đài Sansui SCRB2. Chiếc đài này thì được sản xuất tại Made in China và bán tại thị trường Nhật. Đây, chiếc đài này cũng chạy nguồn điện AC 100V. Đây ạ. Ngoài ra thì có cả chỗ cắm pin, cục pin đại. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào và test thử cùng các bạn luôn. Và lưu ý là mình phải dùng cục đổi nguồn từ 220 sang 100 thì nó mới có thể hoạt động được bình thường. Nếu không thì nó sẽ xảy ra hiện tượng chập cháy và hỏng đài. Mình sẽ cắm nguồn điện vào đây. Nó đã được kết nối điện. Anten của nó. Đây là chọn chế độ AM FM. Thì ở Việt Nam thông thường sẽ nghe ở chế độ FM. Mình sẽ để luôn ở chế độ FM luôn. Đây. Và cái đó. Đây thì mình sẽ bật lên và để chế độ FM này, bật radio lên. Đây, nút này nút chỉnh kênh. Giờ mình sẽ dò kênh theo tần số. Ngọc Trâm chia sẻ về cách giữ sức bền cho các nữ cầu thủ. Quả thực để có được sự dẻo dai khi thi đấu thì các vận động viên đều phải trải qua quá trình khổ luyện rất vất vả. Mình có thể điều chỉnh tiếng volume to nhỏ ở đây.
Vâng thưa quý vị, sức bền cũng là nhân tố quan trọng tạo ra ưu thế để giành chiến thắng trong các cuộc thi. Hài hước và không kém phần thú vị đó chính là những cảm nhận ban đầu của người xem khi mà và trước này nó còn có cả bát truyền thống tại đất nước Phần Lan. Người chơi sẽ khi mình nghe nhạc mình sẽ thoải mái hơn khi bật tùy chỉnh chế độ bát khác nhau. Hôm nay giới thiệu tới quý vị cuộc thi độc đáo này. Đó. Nhìn ra thế giới. Nhìn ra thế giới. Đó, chế độ FM ạ. Còn chế độ AM thì hiện tại ở Việt Nam thì nó hỗ trợ rất là ít kênh nên là tại một thị trấn nhỏ không có nhiều lắm, mình test cùng các bạn luôn ấy. Và nó cũng tùy từng tần sóng, tùy từng vùng khác nhau. Vây quanh họ là hàng nghìn người xem cổ vũ nhiệt tình. Mình sẽ chuyển sang chế độ AM. Dò kênh luôn. Nó là chế độ FM. Bây giờ mình sẽ test cùng các bạn chế độ cassette luôn. Tôi cứ bật ra bật vào khá là đau. Đó là chế độ FM. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn test chế độ cassette ạ. Cho cái anten nó xuống nó đỡ vướng luôn ạ. Thi đấu lại vô cùng nghiêm túc. Như bao môn. Mình sẽ test luôn chế độ cassette. Mình ấn vào nút này nó sẽ mở cửa băng cassette ra. Và đây là chiếc đài mới nên là ở bên trong này nó vẫn còn cả tờ giấy. Trước tiên mình bỏ tờ giấy này. Tờ giấy này thì toàn bằng tiếng Nhật. Hốc băng. Cho băng vào đây. Vào đây. Và nó cũng đã nhận chế độ băng. Nhận rất là nhanh luôn ạ. Băng này thì nó là băng của Nhật. Toàn tiếng Nhật ạ. Khi mình muốn dừng nó lại mình ấn nút pau nó sẽ dừng lại, mình ấn phát nữa nó sẽ là tiếp tục chạy tiếp. Khi mình muốn dừng hẳn thì mình stop, nó sẽ dừng hẳn lại. Còn mấy nút này thì nút này là nút tua đi này. Nút này nút tua lại này. Đấy, mình tua luôn cho các bạn xem. Đấy, mình sẽ tua đi cùng. Đấy, nó sẽ tua. Khi tua thì nó sẽ nhảy nút play lên. Ấn nút play thì nó sẽ ngừng tua. Đấy, à mình ấn stop trước xong ấn play nhé. Ok. Tua nhiều quá nó chạy hết băng luôn. Đây. Mình vừa tua lại một chút cho nó còn băng. Đây. Ở đây thì nó sẽ chạy tiếp. Này thì gia công tại Trung Quốc nhưng mà bán tại Nhật. Và theo tiêu chuẩn của Nhật, tất cả trên thông số cũng như là giấy hướng dẫn sử dụng thì đều bằng tiếng Nhật cả. Và chiếc đài này có đầy đủ băng tần số từ 76 cho đến 108. Chế độ FM, chế độ AM thì từ 530 cho đến 1600. Từ 530 cho đến 1600. Ở đây nó ghi là 3,5. Nó ghi 3,5 và 16. Nhưng mà ở góc này nó nhân với 100 ạ. Nên là mình nói luôn là từ 530 cho đến 1600. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đây ạ. Băng nó, cassette nó đang quay ạ. Chan xui màu đỏ rất là đẹp. Có cả chế độ Bluetooth.
USB, SD, MP3, radio, cassette và mã Sansui SCG B2. Có hai cửa bao nhìn rất là đẹp ạ. Tổng quan nhìn rất là đẹp đúng không? Đây, chỗ cắm USB, nhưng mà mình không có sẵn USB ở đây nên mình cũng không test được luôn cho các bạn. Rắc này cắm thẻ SD vào. Đây. Nhìn các chân, đây là tua, đây là nút điều chỉnh của hai cái chức năng này, của hai đầu thẻ này. Chế độ bass rất là tiện. Quẩy đập bass lên. Cần anten cũng là rất là dài và khỏe, giúp bắt sóng rất là khỏe. Đây. Tổng quan. Có mã sản phẩm các thứ. Jack cắm tai phone. Dây điện đầy đủ, bên này thì không có gì. Dưới này làm dạng bằng phẳng, giúp để dưới mặt đất rất là dễ và không bị lo trơn trượt. Tay cầm sách mọi lúc mọi nơi, rất là nhỏ gọn, mình có sách nhẹ nhàng. Ngoài ra thì nó cũng có cái để dùng pin, nên mình sẽ rút điện ra cho nó đỡ vướng. Mở cửa pin này ra và mình có thể cho pin vào. Đây. Nắp pin của nó. Và đây là pin này thì chạy 4 cục pin đại. 4 cục pin 1.5V. Rất là to. Đây. Nhưng mà dùng pin thì nó tiện, nhưng mà nhanh hết pin thì mình có thể dùng điện. Bởi vì cái đài này thì cũng ít người mang đi lại di chuyển, nên là dùng điện thì nó tiết kiệm và nó khỏe. Những lúc mất nhà mất điện thì mình có thể dùng pin cũng được, rất là tiện lợi. Bề ngang của nó thì cũng nhỏ gọn ấy. Tính cả phần quai cầm thì chưa đầy 1 gang. Đây, chỗ này khoảng tầm độ 10 cm. Bề này khoảng tầm 10 cm. Bề ngang này thì khoảng tầm độ 30 cm nhé. Khoảng tầm 30 cm. Rất là nhỏ gọn, tiện lợi. Các cụ có thể để đầu giường nghe mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Rất tiện. Đây. Bắt cả à, mình vừa quên chưa nói là cái này nó có cả chế độ Bluetooth ạ. Có cả Bluetooth. Đây, mình khi sử dụng Bluetooth USB hay là thẻ SD thì mình sẽ chuyển sang chế độ dưới này. Đây, gạt cái này xuống dưới là được ạ. Và ba cái nút điều khiển này nó dùng ba nút điều khiển này nó dùng chung cho cái chế độ dưới là Bluetooth USB hay thẻ SD. Còn mình gạt lên ở giữa thì nó là off, là tắt đài đi, không dùng chế độ nào hết. Còn gạt lên trên cùng thì nó sẽ là dùng chế độ radio. Còn nút gạt bên này thì nó xuống dưới là chế độ FM và lên trên là chế độ AM. Nút này là nút điều chỉnh dò tần số sóng. Đó. Chế này bóng. Nhìn trông rất là đẹp. Đây, ánh rất đẹp. Làm nhựa bóng và thép. Gan giấy đầy đủ. Đây là video mở hộp với chiếc đài Sansui SCG B2 của mình, hướng dẫn giới thiệu tới các bạn mẫu sản phẩm đài đang được bán chạy tại thị trường Nhật Bản và do shop Nhật Việt xách tay về Việt Nam. Các bạn có nhu cầu mua thì hãy comment ngay dưới đằng dưới video hoặc gọi điện tới số hotline của shop ngay trên góc màn hình, mình sẽ để ở trên góc màn hình đó. Thì video của mình tới đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.